Vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, trong không khí chào đón năm mới, các đơn vị chi nhánh thuộc công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ đón mã hàng đầu năm mới. Tại chi nhánh Cảng Tân Vũ, thành phố Hải Phòng, tổ chức đón mã hàng đầu năm từ tàu UML Veronica. Năm 2021, sản lượng hàng qua cảng hợp nhất đạt 38,3 triệu tấn, tăng 5,8% so với năm 2020, doanh thu đạt 2.300 tỷ đồng tăng 8,2% so với năm 2020. Đặc biệt trong năm 2021, chi nhánh Tân Vũ của cảng Hải Phòng là đơn vị cảng lần đầu tiên đạt sản lượng 1 triệu container thông quan. Năm 2021, cảng Hải Phòng phát triển thêm hai tuyến dịch vụ mới kết nối với Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ, nâng tổng số tuyến dịch vụ hàng hải tại cảng lên đến 17 tuyến. Năm 2022, cảng Hải Phòng phấn đấu tăng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từ 5 đến 7% so với năm 2021. Sáng mùng 1 tháng 1, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức đón những vị khách đầu tiên đến với thành phố này. Hành khách được chào đón, tặng hoa, đặc sản lưu niệm, khẩu trang và ấn phẩm của Đà Nẵng. Cũng tại buổi đón, ba hành khách may mắn cũng đã nhận được ba thẻ quà tặng là vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines do hãng hàng không Vietnam Airlines tài trợ. Điều này thể hiện sự quan tâm của ngành hàng không và du lịch Đà Nẵng khi du khách trở lại với thành phố trong điều kiện thích ứng, linh hoạt, an toàn với dịch bệnh. Sáng ngày mùng 1 tháng 1, Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên của năm 2022 đến tham quan di sản thiên nhiên thế giới. Đoàn du khách gồm 25 người trong đó có hai du khách đến từ Australia. Đoàn đã lựa chọn tham gia tour khám phá động Phong Nha và được trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng miễn phí phí tham quan. Sự kiện chào mừng đoàn khách du lịch đầu tiên đến với Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung là khởi đầu cho những nỗ lực quyết tâm phục hồi hoạt động du lịch với mục tiêu đón 2 triệu lượt khách đến tham quan, kỳ vọng một năm khởi sắc của ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.